Chả cá thác lát nạo thường làm món gì ngon? Đó là món chả cá thác lát chiên. Anh chị xem miếng chả cá thác lát vàng ươm, lại dai chưa kìa. Đây là món không hề lạ lẫm, đặc biệt là các bạn nhỏ rất là yêu thích món này. Miếng chả cá không những dai mà còn lại ngọt nữa. Đặc biệt sẽ càng ngon hơn nếu anh chị chấm cùng với một ít tương ớt. Tiếp theo là món chả cá thác lát nướng lá lốt. Miếng lá lốt bọc ở bên ngoài xanh mướt mang lại cho anh chị cảm giác thật là tươi mát, tràn đầy sức sống. Bên trong là sự dai ngọt của chả cá, một vị ngọt rất là mê luyến, ăn nhiều mà không hề ngán. Tiếp theo là món canh khổ qua. Đây là món canh của ký ức. Khổ qua thường rất là đắng, nhưng nhờ nấu cùng với vị ngọt của chả cá đã làm dịu đi vị đắng vốn có của khổ qua. Thay vào đó là mang lại cho anh chị một món canh rất là thanh mát cho cơ thể. Tiếp theo là món chả cá bọc trứng cút. Món này phải gọi là thơm nức vách khi mà chiên lên. Bên ngoài là lớp vỏ dai và ngọt vàng ươm, bên trong là tạo cho một cảm giác trải nghiệm mới lạ nhờ vị béo ngậy của quả trứng cút. Cuối cùng là món chả cá thác lát chiên sốt cà. Đã quá quen với món chả cá thác lát chiên truyền thống, sao anh chị không biến tấu thêm một chút nhằm kích thích sự thèm ăn của gia đình mình? Bí mật nằm ở chỗ sốt cà chua. Để được tư vấn thêm về các sản phẩm đặc sản, anh chị hãy liên hệ qua số điện thoại hotline 0902 929 878 hoặc ghé thăm website www.konie.vn. Konie luôn sẵn sàng phục vụ anh chị nhé.